Thầy chào các em. Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức CSP. Lời đầu tiên thầy chúc các em một ngày mới tràn đầy năng lượng và có nhiều niềm vui mới. Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 3, phương trình quy về phương trình bậc 2. Bây giờ chúng ta vào học bài mới. Bài toán khởi động trong hình bên, các em thấy hình này giống như hình cắt ngang của một con ốc á. Con ốc ở biển hoặc là con ốc ruồng. Các tam giác vuông được xếp với nhau để tạo thành một đường tương tự đường xoắn ốc. Với x bằng bao nhiêu thì OA bằng 1/2 OC. Và chúng ta có cái kết quả mà bạn học sinh nó còn suy nghĩ này. Việc giải phương trình mà có ẩn nó nằm ở dưới cắn như thế này các em ạ. Thì người ta gọi là phương trình vô tỷ. Và việc giải cái phương trình vô tỷ này như thế nào? Nó có liên quan đến phương trình bậc 2 không? Thì người ta nói phương pháp giải này là cái phương pháp giải cái phương trình mà cuối cùng dẫn đến một cái phương trình bậc 2. Thì người ta nói đó là một phương pháp giải phương trình quy về phương trình bậc 2 là như thế. Bây giờ vấn đề cơ bản ở đây là các em nhìn vào trong cái tam giác là OBC và OAB, chúng ta sẽ tìm cách biến đổi OA bằng căn bậc 2 của x bình phương trừ 1 và OC bằng căn bậc 2 của x bình phương cộng 1 theo cái cạnh OB này. Các em lưu ý là tam giác OAB và OBC nó vuông tại A và B và có cái cạnh góc vuông ở phía ngoài này luôn luôn bằng 1 các em nhé. Vấn đề cơ bản là họ hỏi là khi nào thì cái đoạn thẳng OA này này nó bằng một nửa cái đoạn thẳng OC, thì khi đó nó mới cho chúng ta cái hình xoắn ốc thế này. Nếu các em vẽ cái đường ngoài này là những cái cung tròn khép kín thì nó khác, nó cũng không khác gì hình dạng của một con ốc, đúng không? Con ốc sên hoặc là con ốc bình thường thôi, không phải ốc vịt đâu nha. Con ốc biển hoặc là con ốc ruồng mà các em đã biết. Thì các em thấy là trong thực tế thì cũng có những cái hình ảnh như vậy mà con người mình sẽ tìm ra những cái công thức toán học mới dẫn đến những cái điều mà liên quan đến thực tế như vậy. Thì bây giờ để trình bày thì các em sẽ xét tam giác OBC trước. Chúng ta sẽ tính OC. Lưu ý rằng là bình phương cạnh huyền thì bằng tổng các bình phương hai cạnh góc vuông. Từ đó chúng ta tìm thì chúng ta lấy căn bậc 2 luôn. Bây giờ thầy sẽ cùng các em đi giải bài này. Bây giờ chúng ta biến đổi để tìm OC thông qua cạnh OB bằng x và BC bằng 1. Tam giác OBC vuông tại B. Cho nên thì các em sẽ có OC này sẽ bằng căn bậc 2 của OB bình cộng với BC bình, hoặc là BC bình cộng với OBB sẽ bằng BC các em thấy bởi 1, 1 bình bằng 1 cộng với OB bình, OB thì bằng x cho nên cộng với x bình. Vậy chúng ta được là OC các em này bằng căn bậc 2 của 1 cộng x bình phương. Bây giờ sẽ tiếp tam giác thứ hai, đó là tam giác OAB vuông tại A. Thì chúng ta sẽ tính OA đúng không? OA là cạnh góc vuông. Thì OA sẽ bằng căn bậc 2 của OB bình mà trừ cho AB bình. Chúng ta thay vào. Thì nó được là căn bậc 2 của x bình mà trừ cho 1 bình. Như vậy là chúng ta được OA và OC được em này. Vấn đề đặt ra là hãy đi tìm x mà để cho cái đoạn thẳng OA này bằng nửa đoạn thẳng OC, thì khi đó nó mới ra đường xoắn ốc được em ạ. Hoặc có thể là
bằng 1/3 của oxy thì nó cũng ra được sần ốc, đúng không? Nếu các em cho cái cành OA này bằng nửa cành OC thì quá trình dựng hình nó dễ hơn, đúng không em? Quá trình dựng hình nó dễ hơn thì để vẽ cái sần ốc này nó đơn giản hơn. Cái mục đích của bài toán như vậy. Vậy thì tìm x thỏa cái điều kiện của phương trình mà như bạn này nói này để giải như thế nào? Thì chúng ta hôm nay sẽ tìm được cái giải. Tuy nhiên thầy sẽ hướng dẫn các em giải trên máy tính, tìm một cái giá trị x để nó thỏa. Thì thầy sẽ hướng dẫn các em giải trên máy tính như sau, để các em tập giải trên máy tính này. Phương pháp này là phương pháp giải trên máy tính nghe. Đây là máy tính thầy dùng, là máy tính FX580VNX. Khi giải phương trình này thì các em làm như sau. Các em nhập căn bậc 2 của x bình phương trừ 1, x bình phương trừ cho 1 bằng, các em nhấn bằng cũng được, nhấn trừ cũng được. Thì bây giờ thì nhấn bằng cho các em luôn. Các em nhấn shift can này bằng 1/2, chúng ta viết trang phân thức. Rồi chúng ta tiếp tục, không đánh vô nhấn các em nhé, nhấn căn tiếp. 1 cộng với x bình phương. Các em muốn giải phương trình thì các em dùng cái thuật ngữ shift sort. Đó là các em sẽ cho cái giá trị x này lớn 1, chẳng hạn 2 đi. Đây là thuật toán giải của Newton các em nha. Thì bây giờ chúng ta bấm bằng. Bằng tiếp. Thì các em thấy rằng là có một nghiệm là 1,29099449. Khi nào các em thấy cái giá trị L trừ R này bằng 0 thì đây là nghiệm của phương trình. Thì cách giải trên máy tính như thế để các em biết cái cách kiểm tra nghiệm khi chúng ta học cái phương pháp giải. Để chúng ta biết cái nghiệm của mình đúng hay sai là chúng ta dùng cách này để chúng ta thử. Tuy nhiên, cách thử này thì nó chỉ cho chúng ta một nghiệm thôi. Còn phương trình có hai nghiệm thì cái phương pháp này không giải được. Mà nếu giải được thì phải thêm một cái kỹ thuật khác nữa. Mà kỹ thuật đó thì nó hơi phức tạp, cho nên thầy không nói với các em. Rồi sau này thầy sẽ hướng dẫn các em tìm bằng những cái cách khác đơn giản hơn. Thì như vậy là thầy giới thiệu cho các em cái bước đầu tiên khi chúng ta sử dụng máy tính để giải cái phương trình này. Bây giờ chúng ta tiếp tục bài học. Đầu tiên chúng ta học phương trình cái dạng là căn bậc 2 của AX bình phương cộng BX cộng VC bằng căn bậc 2 của DX bình phương cộng AX cộng VF. Nghĩa là trong cái phương trình này các em hiểu là cái A này này có thể nó bằng 0, có thể nó khác 0. Tuy nhiên trong cái dạng tổng quát thì mình hiểu A và D này khác 0 thì mình luôn giải được. Thì bây giờ để giải phương trình này thì chúng ta đi làm một cái bài toán đầu tiên. Đó là bài toán khám phá cái kiến thức để giải phương trình này. Lời giải cho cái phương trình có dạng như trên các em này. Vị trái này là căn bậc 2 của trừ 2x bình phương trừ 2x cộng 11. Về phải này là căn bậc 2 của trừ x bình phương cộng 3. Lời giải như sau, đúng hay sai? Người ta viết lại phương trình các em này. Bước thứ hai là bình phương hai vế. Khi bình phương hai vế thì mất căn, đúng không em? Để sau đó chúng ta chuyển về phải, về trái sang về phải và đổi dấu các em này. Trừ 2 bình phương chuyển sang về phải là 2 bình phương, mà trừ x bình phương thì chúng ta được x bình phương. Trừ 2x chuyển sang chúng ta được cộng 2x. Cộng 11 chuyển sang chúng ta được trừ 11 cộng 3 là trừ 8 bằng 0. Như vậy chúng ta chuyển sang về phải, sau đó chúng ta đảo về thì được phương trình tiếp theo đấy. Bây giờ giải phương trình này trên máy tính thì người ta giải được là 2 và âm 4. Tức là đây là nghiệm của cái phương trình trên các em nhé, chứ không phải nghiệm của phương trình ban đầu. Sau đó
người ta kết luận là cái nghiệm của phương trình cuối này này cũng là nghiệm của phương trình ban đầu, tức là người ta kết luận là vậy phương trình đã cho, tức là phương trình ban đầu có hai nghiệm là 2 và 4. Thì ở đây chỗ này các em lưu ý của thầy này, x bằng 2 và x 4 là nghiệm của phương trình bậc 2, x bình phương cộng 2x-8 bằng 0. Tuy nhiên người ta lại kết luận nghiệm của phương trình cuối này là nghiệm của phương trình ban đầu. Thế thì theo các em cái trải này đúng hay sai? Các em lưu ý rằng là ở trong cái cách giải một cái phương trình mà có chữ căn ở lớp 9 thì các em nhớ là căn bậc 2 của A bình phương thì nó sẽ bằng trị tuyệt đối của A. Ở đây chúng ta bình phương lên hai vế, chúng ta không biết được cái biểu thức giữa dấu căn này dương hay âm, đúng không? Đấy. Cho nên khi chúng ta bình phương hai vế lên mà chúng ta viết lại thế này là mất cái dấu trị tuyệt đối các em. Như vậy là cái chạy này nó sẽ xuất hiện thiếp nghiệm mà không làm mất nghiệm các em, mà xuất hiện thiếp nghiệm thì khi đó trong hai nghiệm 2 và 4 này có thể 2 4 đồng thời là nghiệm của phương trình thứ nhất, có thể 2 và 4 không phải là nghiệm của phương trình thứ nhất, và có thể một trong hai nghiệm này là nghiệm của cái phương trình đầu tiên. Thì một trong hai nghiệm mà không phải là nghiệm hoặc cả hai nghiệm này không phải là nghiệm thì người ta gọi đây là nghiệm ngoài lai, tức là cái nghiệm những cái giá trị dư thừa mà trong quá trình giải đó không phải là nghiệm của phương trình ban đầu. Như vậy thì chúng ta hiểu như thế. Như vậy thì rõ ràng cái phương pháp này thì chúng ta phải đi thử nghiệm các, phải thử nghiệm xem thử là những cái giá trị này có phải là nghiệm của phương trình ban đầu không, thì chúng ta sẽ sử dụng máy tính để chúng ta kiểm tra. Bước này thầy sẽ hướng dẫn các em rất cụ thể để các em thử nghiệm. Tuy nhiên thầy nói thêm, ở chương trình cũ là giải những cái phương trình này theo phương pháp tương đương. Tuy nhiên theo phương pháp tương đương thì so với phương pháp này thì phương pháp này sử dụng thêm máy tính thì làm nhanh hơn phương pháp tương đương. Như vậy có điều khẳng định của thầy như vậy. Nếu sử dụng máy tính thế nào thì phương pháp này giải nhanh hơn phương pháp tương đương. Bây giờ chúng ta trả lời đúng hay sai thì bước thứ hai này, bình phương cả hai vế để làm mất dấu căn có thể sẽ làm xuất hiện nghiệm ngoài lai, tức là giá trị của nó không phải là nghiệm của phương trình. Tuy nhiên bước này không làm mất nghiệm. Để hiểu kiến thức cái này thì các em chấp nhận một phần nào đó, đúng không? Chấp nhận một phần nào đó. Vì sao? Vì căn bậc 2 của A bình phương, khi chúng ta bình phương lên thì cái A dưới này các em này, các em không biết dương hay âm, đúng không? Thì chúng ta phải lấy trị tuyệt đối. Mà bài này khi chúng ta bình phương ai về chúng ta không lấy trị tuyệt đối, như vậy nó sẽ xuất hiện nghiệm ngoài lai là như vậy. Do đó chúng ta phải thử hai giá trị x bằng 2 và x bằng 4, tức là thay x bằng 2 vào hai vế này xem thử những cái giá trị khi thay vào nó dương hay âm. Nếu âm thì các em nhớ rằng là căn bậc 2 của số âm thì không tồn tại, căn bậc 2 của 0 thì bằng 0, còn căn bậc 2 của số dương thì luôn luôn có, đúng không nào? Thì bây giờ thử bằng cách nào? Bây giờ máy tính mới phát huy tác dụng, các em này, các em không có máy tính này rắc rối, đúng không nào? Chứ các em không thay x bằng 2 vào ở trong này rồi các em viết lại đâu. Nếu các em thích thay x bằng 2 vào trong này mà các em viết lại mà các em bị thiếu căn thì căn bậc 2 số âm không tồn tại, như vậy cách viết đó không đúng. Ví dụ các em viết căn bậc 2 của âm 2 là không được, bởi vì nó tồn tại đâu. Cho nên cách sử dụng máy tính như sau. Bây giờ chúng ta học cách sử dụng máy tính này. Thầy trở về chế độ menu 1. Thầy sẽ nhập cái biểu thức thứ hai này các em này, về trái và về phải cùng một lúc, và thầy tính hai giá trị này tại điểm x bằng 2. Đầu tiên x bằng 2. Nếu hai giá trị bên trái bên phải âm thì rõ ràng không tồn tại căn bậc 2 của số âm thì cái giá trị đó không phải là nghiệm. Còn nếu hai cái giá trị ở bước thứ hai này nó bằng nhau là số dương thì cái giá trị đó là nghiệm. Bây giờ thầy nhập như sau. Thầy nhập cùng một lúc hai biểu thức này thì các em chú ý cách nhập. Trừ 2x bình phương trừ 2 cộng 1 trừ 2x bình phương
trừ tiếp 2x cộng 11. Các em nhấn alpha cái dấu này để các em có dấu chấm. Tiếp tục các em nhập là trừ x bình phương cộng 3. Nhập như thế này để làm gì? Nhập như thế này để chúng ta đi tính đồng thời hai biểu thức này cùng một giá trị. Sau đó các em muốn tính giá trị x tại x bằng 2 thì các em thử thay x bằng 2 này. Thì nhập x bằng 2 vào. Thì phải tính can các em nhé. Các em nhấn can. X bằng 2 thì nhập 2 vào. Bây giờ các em nhấn cho bằng lần thứ nhất thì nó tính cái giá trị đứng trước 2 chấm. Vậy tính hỏi có chắc không? Mình khẳng định là lấy giá trị này. Nhấn bằng. À, như vậy là cái biểu thức đầu tiên là âm cảm. Âm thì căn bậc 2 của số âm không tồn tại đúng không? Các em tính tiếp cái biểu thức thứ hai này, nhấn bằng tiếp. Cái biểu thức thứ hai cũng âm 1. Như vậy thì rõ ràng x bằng 2 không phải là nghiệm. Bởi vì kết quả nó hay giá trị ở dưới căn đều mang dấu âm cả. Bây giờ các em nhấn can tiếp này. Các em tính x bằng 4 này. Các em nhấn bằng này. Bằng tiếp này. Giá trị dưới căn thứ nhất cũng âm hay chính, cũng tồn tại đúng không? Là giá trị thứ hai là bằng căn bậc hai của âm 13. Như vậy không tồn tại rồi. Như vậy là hai giá trị này thử không phải là nghiệm. Vậy thì cái phương trình này vô nghiệm là cả. Các em thấy nhanh không? À, như vậy chúng ta trình bày. Thay x bằng 2 vào biểu thức trừ x bình phương cộng 3 này. À, thì ta được x bằng. Thì được x bằng âm 1 đúng không? Bởi vì sao các em biết không? Bởi vì mình nhập cũng ra này. X bằng 2 với phương là 4 này. 4. Trừ chỗ cho trừ là trừ 4 cộng 3 thì bằng âm 1. Giống như lúc này vậy. Chúng ta chỉ nói một điều thôi. Một cái căn ở bề phải này không tồn tại. Thì cái phương trình này không có nghiệm. Vậy x bằng 2 không phải là nghiệm. Tiếp tục chúng ta thay x bằng âm 4 vào. Cái này. Thì được cái kết quả như lúc nãy thầy nói với các em ạ. Thì được kết quả là âm 13. Hoặc là chúng ta thay vào đây chúng ta thấy rằng là trừ nhá, trừ là của cái biểu thức x thì chúng ta thay bởi âm 4 tất cả bình phương là dương 16. Dương 16 trước có dấu trừ là âm 16. Âm 16 mà cộng với 3 thì âm 13. Về x bằng âm 4 cũng không phải là nghiệm. Như vậy chúng ta kết luận là phương trình vô nghiệm. À, như vậy cái chạy trên là đúng hay sai các em? À, như vậy là cái chạy trên là sai. Thì cái chạy trên một đúng thì chúng ta chỉ bổ sung theo bước đi các em nha. Thử nghiệm đúng không? Vậy thì từ đây chúng ta có cái phương pháp giải phương trình này như sau. Chúng ta tiếp tục. Kiến thức cơ bản. Để giải phương trình căn bậc 2 của ax bình phương cộng bx cộng c bằng căn bậc 2 của dx bình phương cộng ex cộng f, ta làm như sau. Bước thứ nhất, chúng ta bình phương hai vế của phương trình. Để được phương trình mà các em vật chỗ căn đi, không còn căn. Bước thứ hai là chúng ta giải cái phương trình nhận được ở bước 1. Dĩ nhiên chúng ta phải chuyển phương trình ở bước 1 này về dạng bậc 2. Và các em bấm trên máy tính để các em giải. Bước thứ ba là thử lại xem các giá trị x tìm được ở bước 2 có thỏa mãn phương trình đã cho hay không và kết luận nghiệm. Thử nhé. Như vậy là chúng ta giải phương pháp này gọi là giải theo phương pháp phương trình hệ quả đấy các em. Cái phương trình đầu tiên chúng ta biến đổi đến phương trình bậc 2 mà tìm nghiệm á, thì cái phương trình mà nó xuất hiện nghiệm ngoài lai tức là nghiệm thêm thì cái phương trình đó người ta gọi là phương trình hệ quả của phương trình ban đầu. Thầy nói cái hệ quả giống như thế này này, thầy nói hơi khập khiễng một tí nhưng mà cũng hiểu thôi. Ví dụ như là các em sinh sau, đúng không? Bố các em sinh các em ra thì các em ngoài những tính chất của bố em, các em được lĩnh hội đúng không? Về nét mặt hoặc là gì, về trí tuệ gì đó thì ngoài ra các em còn xuất hiện thêm những cái nét đặc trưng riêng của mình nữa. Thế nên như vậy là các em thấy rằng cái thế hệ sau luôn luôn là tốt hơn thế hệ trước hoặc là giỏi hơn thế hệ trước. Thế như vậy thì cái vấn đề giỏi thêm đó thêm vào chứ nó không mất đi, đúng nào? Thì chúng ta hiểu như vậy. Thì đối với phương trình thì cũng giống như là
ngoài lai vậy. Chúng ta hiểu như vậy để cho nó đơn giản. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi làm một cái bài tập cuối cùng của cái phần này. Đó là bài tập thực hành thứ nhất, giải phương trình. Em thấy phương trình để cho. Bây giờ chúng ta giải, chúng ta dựa vào phương pháp vừa rồi. Chúng ta viết lại phương trình, sau đó chúng ta bình phương hai vế là chúng ta bỏ dấu cắn đi. Thì suy ra cái em này, dấu suy này này là do nó xuất hiện người ngồi lái là dấu bước này đấy các em này. Cho nên thấy đèn cái màu đỏ. Còn sau đó là nó tương đương hết. Nhưng mà khi xuất hiện người ngoài lái một lần thì chúng ta vẫn viết dấu này nhé. Không biết tương đương làm gì cho nó rắc rối. Bây giờ thầy chuyển về này. 10x bình phương sang về trái đổi dấu thì 31 x bình phương mà trừ 10x là 21 x bình phương này. Trừ 11x chuyển sang về trái là cộng 11x, trừ 58x cộng với 11x là trừ 47x này. Âm 19 chuyển sang là cộng 19 với cộng thêm 1 là 20 bằng 0. Đúng nào? Thì phương trình này chúng ta sử dụng máy tính chúng ta giải. Chúng ta sẽ nhập máy tính bằng menu 9. Menu 9 kém nha. Hai là phương trình này. Đấy, bậc 2 chúng ta nhấn này. Bắt đầu chúng ta nhập 21. Cái này kém thành nào rồi đúng không? Bằng này. Trừ 47. Bằng này, 20. Bằng. Các em được nghiệm thứ nhất là 5/3. Nhấn bằng tiếp. Nghiệm thứ hai là 4/7. Nếu có nghiệm kép thì người ta không ghi chữ 1, 2 các em nhé. Thế như vậy là nếu nói về xét dấu thì các em lưu ý trong trường hợp này là đèn phải dương. Đúng không? Thì ngoài cùng trong trái. Thì nhắc lại để các em hiểu cái biệt thức đơn tá đó. Trong cái xét dấu tam thức bậc 2. Như vậy thì chúng ta kết luận nghiệm. Về phương trình bậc 2 có hai nghiệm. Đó là x1 bằng 5/3 hoặc x2 bằng 1/7. Bây giờ chúng ta thử nghiệm đúng không? Thử nghiệm. Thì chúng ta làm giống như thầy vậy. Thử. Nghiệm thứ nhất là x1 bằng 5/3. Chúng ta dùng máy tính. Trở về chế độ menu 1. Chúng ta nhập về trái và về phải ở bước thứ hai. 31x bình phương trừ 58x cộng 1. Alpha 2 chấm 10x bình phương trừ 11x trừ 19. Chúng ta nhấn cam. Chúng ta tính x tại điểm 5/3. Chúng ta nhấn bằng. Khi chúng ta nhấn bằng thì x nó lấy về giá trị số thập phân vô hạn tuần hoàn với chu kỳ 6. Bây giờ chúng ta nhấn bằng để tính cái biểu thức thứ nhất. Các em thấy âm này. Biểu thức thứ nhất là 31 bình phương trừ 58x cộng 1 tại x bằng 5/3 mang giá trị âm. Như vậy thì cái căn ở bên trái là âm rồi đúng không em? Không tồn tại nữa. Là chúng ta kết luận là không phải là nghiệm được rồi đó. Chúng ta nhận tiếp. Đó, các em thấy không? Tại x bằng 5/3 thì ở cái bề phải là 10x bình phương trừ 11x trừ cho 19 các em này. Đó, thầy nhận thêm cái này để cho nó rõ thì đó, 19 là ra giá trị là âm 86/9. Là nó âm. Âm rồi. Nó âm rồi thì như vậy là hai cái biểu thức dưới cắn này đều âm cả. Các em chỉ cần nói một thôi là đủ rồi. Như vậy là x bằng 5/3 không phải là nghiệm đúng không nào? Như vậy là chúng ta kết thúc. Hai giá trị trong căn âm nên x1 bằng 5/3 không phải là nghiệm. Bây giờ tiếp tục chúng ta thử tiếp với cái giá trị tiếp theo là 4/7 em ạ. Chúng ta thử tiếp, chúng ta nhấn can. Chúng ta nhập 4/7
4 chia 7. Chúng ta nhân bằng thì giá trị x này lấy về số thập phân. Số thập phân này lưu ý cho thầy là số thập phân này nếu chúng ta viết ra là nó là một số thập phân vô hạn tuần hoàn đó, họ chỉ dừng lại ở 9 chữ số thôi. Cho nên khi đó chúng ta nhân bằng tiếp để tính giá trị. Biểu thức thứ nhất, các em thấy biểu thức thứ nhất nằm dưới căn là âm này, chúng ta nhân bằng tiếp. Biểu thức thứ hai dưới căn nó cũng âm luôn, vậy không phải là nghiệm, đúng không nào? Không phải là nghiệm. Thì bây giờ chúng ta nhân tiếp thử x2 bằng 4/7 thì chúng ta cũng có hai giá trị trong căn âm, còn giá trị âm cụ thể thì các em cứ viết ra, còn mình nói như thế này là được rồi. Nên đây 2 bằng 4/7 không phải là nghiệm. Như vậy kết quả là như thế nào các em? Hai giá trị x1 x2 mình thử hết, bị loại hết thì chứng tỏ là phương trình đã cho vô nghiệm, đúng không nào? Như vậy các em thấy là sử dụng máy tính rất là nhanh. Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cách thứ hai cho các em này. Cách thứ hai để thử nghiệm. Các em sẽ chú ý cách thứ hai này rất hay nha. Nhưng mà dĩ nhiên cách thứ hai này chúng ta phải thử hai lần một tí. Thầy bật máy tính lên này. Thầy sẽ sử dụng chế độ menu 8. Khi các em nhấn menu 8 thì các em nhớ là shift, stop này. Các em nhấn xuống thì có cái bảng giá trị đấy. Bảng giá trị các em nhấn số 1 này. Thì có hai cái hàm số. Một là nó cho một hàm, hai là cho hai hàm. Thì chúng ta nhập một hàm thôi. Thì chúng ta nhấn số 1. Để cho cái bước nhảy sau này thì hướng dẫn các em là nó lên đến 45 bước. Và nếu cho hai hàm thì bước nhảy là 30 bước. Để làm gì? Thì từ từ thầy sẽ nói các em rõ. Thì nhấn số 1 nhé các em. Để có được một hàm. Thì khi có một hàm số thế này đó, thì các em sẽ nhập cái gì? Các em nhập cái phương trình luôn các em. Cái phương trình đầu tiên luôn các em này. Em sẽ nhập cái phương trình đầu tiên. Cái phương trình này các em nhập bình thường thôi. Căn bậc 2 của 31 x bình phương trừ 58 x cộng 1. Các em thấy chưa? Chúng ta không nhấn bằng cũng được, mà chúng ta nhấn trừ cũng được, vì chuyển về trừ. Trừ. Thầy nhập trừ cho nhanh. Căn bậc 2 tiếp. 10x bình phương trừ 11x trừ 19 bằng 0. Không cần viết kém nha. Sau đó các em nhấn bằng này. Các em nhấn bằng này. Thì bắt, nó nói là phạm vi bắt đầu từ đâu? Các em thấy nghiệm của các em là thử lần thứ nhất là 5/3 đúng không? Thì các em 5/3 thì lớn hơn 1 đúng không? 5/3 lớn hơn 1. Cho nên các em nhập số 1. Đầu tiên là số 1. Số 1 rồi. Bắt đầu số 1 các em chấp nhận. Số 1. Thì bây giờ chấp nhận thì nó có cái bảng thế này các em này. Thì chúng ta trở lại bằng cách chúng ta nhấn AC thì nó trở lại. Chúng ta nhấn bằng tiếp. Bước đầu tiên là số 1. Kết thúc. Các em nhấn xuống đấy để nó có kết thúc. Kết thúc chúng ta thử với 5/3 thì nó nhỏ hơn 2 đúng không? Cho nên kết thúc các em nhấn cho thầy là số 2. Còn cái bước nhảy á, chúng ta nhấn xuống cho bằng, nhấn cái này nó không chịu này, thì chúng ta nhấn xuống cho bằng. Cái bước thì chúng ta lấy 2 trừ 1 các em chia cho 3 để nó nhảy qua bước 5/3 các em. Các em lấy 2 trừ 1 là 1 đúng không? Thì bước nhảy là 1/3 thì nó sẽ nhảy qua 5/3. Các bước nó cứ lệch nhau 1/3 đơn vị vậy. Chúng ta nhập đây là 1 chia cho 3. Sau đó các em nhân bằng. Các em nhân bằng tiếp. Các em thấy này. X bằng 1 là rộng này. X bằng 1/3 cũng không có nghiệm luôn.
là giá trị x bị loại kém này. X 1/3 đầu tiên là 1 cộng thêm 1/3 nữa là mấy kém? Là 4/3 đúng không? Là kém cực. Cái giá trị của mình là 5/3 là 5 chia cho 3 thì được 1, 1 thì còn 2, 1.6 thì kém này. Rộng này, không phải là nghiêm này. Như vậy các em phải hiểu là 5/3 của chúng ta là được lấy về số thập phân thì là được 1.6. 1.6 thì fx rộng. Cho nên trường hợp này không phải là nghiệm đúng không? Như vậy chúng ta thử lần thứ nhất rồi. Bây giờ một thử lần thứ hai các em nhận AC vì cái bước nhảy này nó không tròn vẹn. Chúng ta cũng nhập để nó nhảy qua 4/7 thì các em là 4/7 thì các em phải lưu ý một tí. Nó bằng cái giá trị bao nhiêu thì các em có 20 tính thì các em tính. 4/7 thì bây giờ thầy sẽ nhập để nó nhảy qua 4/7 các em nhé. Chúng ta nhấn bằng tiếp này. Bắt đầu chúng ta cũng viết là 1 đi. Sau đó chúng ta nhấn xuống. Kết thúc là 2. Nhưng mà bước nhảy của chúng ta là bước nhảy là 2 trừ cho 1 mà chia cho 7 là được 1 chia cho 7. Thầy viết chỗ này nhầm rồi. Thầy xóa, thầy sửa lại một tí. Đây là số 2. Thầy nhấn xuống. Để thầy chọn nhấn xuống mà nó không chịu, ở đây không chịu thì kém nhấn cho bằng, nó nhảy xuống. Kém nhập cái bước là 1/7 để nó nhảy qua 4/7 nhé. 1/7. 1 chia cho 7. Bằng. Như vậy là bước của nó là 0.1428. Dĩ nhiên là còn thêm nữa mà máy tính chỉ dừng đấy thôi. Như vậy đầu tiên là 1, sau đó cộng với 1/7. Thì như vậy là cái bước nhảy này nó không quá cái số này được em. Số này nó nhỏ hơn 1 và lớn 0. Thì chúng ta phải sửa lại một tí, hiểu chưa nào? Số này lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1. Chúng ta nhận bước ban đầu là chúng ta sửa lại 0. Rồi sau đó chúng ta chuyển sang bước thứ hai, chúng ta nhập 1 thôi. Nhập 1. Bước nhảy 1 trừ 0. Chúng ta chia cho 7 thì cũng được kết quả là 0.1428. Như vậy là đầu tiên là 0 cộng với 1/7. Cộng 1/7 là được 1/7. Đấy là 1/7 cộng 1/7 là 2/7. Là lần thứ hai nữa. Cộng thêm 1/7 là 3/7. Cộng với 1/7 là được 4/7. Như vậy chúng ta được 4 bước để chúng ta tính. Bây giờ chúng ta nhấn bằng. Chúng ta qua bảng. Đấy, các em thấy không? 0 này, đầu tiên này, ý thứ nhất là 1/7 này, đó. Rồi tiếp theo là 2/7 này, thứ nhất là 3/7 này, cuối cùng là 4/7 này. 4/7 chúng ta được là 0.5, 4/7 là đấy các em này. 0.5714 là đúng được các em. Thì cái giá trị x này này, làm cho fx rộng là các em này. Như vậy cũng phải là nghiêm, thì chúng ta kết thúc. Như vậy thì các em thấy rằng là nếu như trong một cái phương trình mà đều có cái mẫu này là 3 cả thì chúng ta chỉ cần bước nhảy 1/3 thôi là nó nhảy qua 2 nghiệm. Nhưng đây là một nghiệm là 3, một nghiệm là 7 thì nó không nhảy qua được 2 nghiệm này, chúng ta thử 2 lần là như vậy. Được chưa? Thì nói như vậy để các em biết là cái lúc này lúc kia để chúng ta thử nghiệm cho đúng. Như vậy là thầy giới thiệu các em hai phương pháp trong rồi. Thì các em lưu ý là hai cách này thì tùy từng bài thì có thể cách 2 làm nhanh hơn cách 1 hoặc cách 1 làm nhanh hơn cách 2. Như vậy là chúng ta kết thúc. Thì bây giờ chúng ta sẽ dừng bài học ở đây. Hôm sau thầy sẽ dạy kèm tiếp cái mục tiếp theo. Phần tiếp theo và hết thầy sẽ dạy vào video kế tiếp. Cuối cùng thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.